nay, 18 giờ ngày 6 tháng 4 sẽ có những phần nội dung đáng chú ý sau đây. Tính đến ngày 6 tháng 4, không có ca nhiễm Covid mới tại Việt Nam. Người có thân nhiệt cao sẽ bị giữ lại tại cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Đường vắng mùa dịch, tai nạn tăng bất thường. Số tiền ủng hộ cho việc phòng chống dịch bệnh và hạn mặn lên đến 81 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người bán vé số 750.000 đồng vì mất việc. Thủ tướng Anh nhập viện vì nhiễm Covid-19. Nhật sắp công bố tình trạng khẩn cấp vì số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 6 tháng 4, Bộ Y tế công bố không có ca nhiễm Covid-19 mới tại Việt Nam. Và tính đến nay, đã có 91 trên tổng số 241 người khỏi bệnh. Đây được xem là một tin vui. Song chúng ta không nên chủ quan và lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế và cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng tốc sản xuất trang thiết bị y tế, máy thở và cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân. Các chốt liên ngành ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra y tế người vào thành phố. Các trường hợp có thân nhiệt cao sẽ được giữ lại để theo dõi, phòng ngừa nhiễm Covid-19. Việc làm này đã được bắt đầu từ chiều ngày 5 tháng 4. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai 62 chốt kiểm soát, phòng chống dịch tại các cửa ngõ thành phố và các bến tàu, bến xe, nhà ga và sẽ hoạt động 24/24 giờ. Tại đây, lực lượng chức năng sẽ dùng tất cả các phương tiện qua lại để đo thân nhiệt người tham gia giao thông. Người có thân nhiệt dưới 37,5 độ sẽ được vào thành phố. Những trường hợp thân nhiệt cao hơn 37,5 độ và có biểu hiện sốt sẽ được giữ lại, phun thuốc khử trùng và theo dõi. Và theo thông tin nhận được, trung bình một lần kiểm tra mất khoảng 30 giây đến 1 phút. Việc chung tay và phối hợp với tất cả các ban ngành sẽ tạo ra những kết quả tích cực trong việc phòng chống dịch. Qua đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân dân vì đã chung sức, đồng lòng chống dịch dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Ông cũng tin rằng nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Đường xá vắng vẻ vì thực hiện cách ly xã hội, tai nạn giao thông tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng đáng kể. Cùng với đó, vì tâm lý cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch, giảm tuần tra và xử phạt khiến nhiều người chủ quan vi phạm quy định về tốc độ, làn đường và vượt đèn đỏ, gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tăng cường kiểm soát và xử lý vi phạm về an toàn giao thông. Theo báo cáo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 3 năm 2020, số vụ tai nạn giao thông đã tăng lên 33%, số người chết tăng lên 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, đêm ngày 2 tháng 4 đã có một nhóm thanh niên tụ tập đua xe và có biểu hiện cướp giật, khiến hai cán bộ công an đã hy sinh khi truy đuổi. Đến ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận hơn 81 tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ công tác phòng chống Covid-19 và xâm nhập mặn. Với nguồn lực này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các ban ngành liên quan phân phối hàng hóa với giá trị gần 16 tỷ đồng như 4 phòng áp lực âm, 40 giường bệnh, 110 chuông cửa camera thông minh, 2.352 bộ kit xét nghiệm. Bên cạnh đó, thời gian qua, đơn vị cũng nhận được nhiều đóng góp hiện vật từ bà con trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh thành khác như khoai lang, bưởi, chuối, trái cây, nước uống và mì gói và những hiện vật khác cùng với lời chia sẻ chúng tôi có gì góp nấy, mong được cùng góp sức chống dịch. Tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no cùng với lòng nhân ái, tính đoàn kết, gắn bó của đồng bào đã được thể hiện rõ qua những ngày này. Đơn vị cũng ra định lời kêu gọi, hy vọng tiếp tục nhận được sự đóng góp, hỗ trợ của cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp để tạo nguồn lực ứng phó với đại dịch cũng như hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 750.000 đồng cho người bán vé số mất việc. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 11.947 người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Trước đó, sổ số kiến thiết quyết định ngưng phát hành 15 ngày, khiến nhiều người mất việc, mất nguồn thu nhập. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 750.000 đồng cho 15 ngày mất việc của người bán vé số, dự kiến tổng số tiền hỗ trợ là 9 tỷ đồng.
Tối ngày hôm qua, sau 10 ngày cách ly tại nhà, Thủ tướng Anh đã phải nhập viện vì xuất hiện một vài triệu chứng của Covid-19. Trước đó 10 ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy ông dương tính với Covid-19. Bộ trưởng Hàn Quốc cho biết, hiện tại sức khỏe của Thủ tướng vẫn rất tốt, tinh thần vẫn ổn định. Theo đó, nước Anh đến nay đã ghi nhận gần 48.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 4.900 trường hợp đã tử vong. Một giáo sư tại làng Đại học Hoàng Lanzarote dự đoán, số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh có thể lên đến 7.000, thậm chí là 20.000 người. Nữ hoàng Elizabeth kêu gọi người Anh quyết tâm vượt qua thử thách và thực hiện tốt các hoạt động phong tỏa cách ly. Phát huy tinh thần như ở Thế chiến 2, nữ hoàng Elizabeth còn nhấn mạnh, những ngày tốt đẹp sẽ trở lại, họ sẽ lại gặp bạn bè, bạn và sẽ được đoàn tụ cùng với gia đình, người thân. Hiện, toàn cầu đã có hơn 1,2 triệu người nhiễm Covid-19 với hơn 68.000 trường hợp tử vong. Thủ tướng Nhật dự kiến ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19 tại một số thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Hyogo trong hôm nay hoặc ngày mai, nhằm mục đích thúc đẩy người dân thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cách ly và phòng chống dịch bệnh. Thông tin được đưa ra sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại Tokyo tăng vượt 1.000 ca. Nhật Bản hiện cũng đang ghi nhận hơn 3.600 ca nhiễm và đã có đến 85 trường hợp đã tử vong. Hiện tại, ngày càng nhiều người sống tại Nhật Bản lo ngại rằng những cảnh báo về Covid-19 đến với họ quá muộn. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã cảnh báo, nếu Covid-19 lây lan nhanh tại đất nước có dân số già như Nhật Bản, cái giá sẽ phải trả là rất đắt. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật cho biết đang cân nhắc biến một phần làng Olympic 15.000 giường thành bệnh viện dã chiến, điều trị các bệnh nhân Covid-19 trong thời gian nơi này bị bỏ trống. Chương trình Điểm tin tối đến đây là kết thúc. Hãy nhớ theo dõi kênh Sa TV để cập nhật tin tức mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin trưa ngày mai.